Hôm nay mình sẽ dạy các bạn chửi bậy như tụi Mỹ luôn. Let's go. Ok, đầu tiên là từ fucking. Cái từ fucking này nếu như đứng trước tính từ thì nó có nghĩa là vãi cả. Ví dụ, I divorced 2 months ago, but I'm still fucking good. Tôi ly hôn 2 tháng trước nhưng mà tôi vẫn thấy ổn vãi ra. My customers are fucking stupid, but I still have to serve them. Khách hàng ngu vãi cả ra mà tôi vẫn phải phục vụ. Nếu cái từ fucking này đứng trước một danh từ thì nó có nghĩa là chết tiệt hoặc là khốn nạn. Ví dụ, this fucking computer's gone broken down 3 times this year. Cái máy tính khốn nạn 3 lần trong năm nay rồi. My fucking wife talks way too much and does too little. Một vợ khốn nạn của tôi nói quá nhiều còn làm thì quá ít. Thứ hai là damn, damn it hoặc là god damn it. Ba cái từ này có nghĩa là... Các bạn lưu ý nhé, ba cái từ này là ba cái từ chửi thề rất là phổ biến của người bản xứ luôn. Damn, I forgot bringing the pen. Quên mang bút rồi. Damn, I almost forget about it. And she texted me again. Em nói tôi sắp quên được cô ấy mà cô lại nhắn tin cho tôi. Thứ ba là what the fuck and who the fuck. What the fuck nghĩa là cái... Who the fuck nghĩa là thằng nào con đẹp. You wanna break up? What the fuck are you talking about? Chia tay? Em đang nói gì vậy? I paid $5,000 every year for your fucking college and now you're unemployed. What the fuck were you doing in classes? Tao nộp 5.000 đô cho mày học đại học mỗi năm mà bây giờ mày thất nghiệp. Mày làm cái gì trong giờ học vậy con? À quên nhắc mọi người nhé. Còn một cái phiên bản nhẹ hơn đấy là what the hell and who the hell. Ý nghĩa cũng tương tự nhưng mà bạn có thể hiểu là cái phiên bản này dùng từ quái thay vì từ. Thứ tư là son of a bitch. Son of a bitch nghĩa là đẻ. Các bạn lưu ý nha, ở những nước dùng tiếng Anh thì cái từ son of a bitch này nó mang ý nghĩa xúc phạm rất là nặng luôn. Cho nên là nếu mà các bạn dùng cái từ này với những người ở những cái nước đấy thì các bạn chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau đi. My girlfriend's ex talks to her every time we have some problems. That son of a bitch just wants us to break up, I guess. Mỗi lần tôi với gấu tôi có vấn đề là thằng yêu cũ của gấu tôi nó đều xuất hiện nói chuyện với cô ấy hết. Chó đẻ này chỉ muốn bọn tôi chia tay thôi. Thứ năm là ass hoặc là asshole. Cả hai cái từ này đều có nghĩa là thằng khốn. Okay, please listen. You made a mistake, so you should apologize. Don't be an asshole and go around blame other people, okay? Okay, nghe này. Sai thì nhận lỗi. Đừng có đi đổ lỗi cho người khác như một thằng khốn như thế. Well, you know, my boss is an asshole. He always blames us for his fucking mistake. Ôi, ông biết sếp tôi là một thằng khốn mà. Lúc nào cũng đổ lỗi cho bọn tôi mặc dù đấy là lỗi của ông ấy. Ok, các bạn đã thấy tự tin hơn chưa? Hẹn gặp lại các bạn cho các video lần sau. Thank you very much.